Tas thông tin các lễ duyệt binh hòa nhạc và tuần hành bằng các phương tiện cổ được tổ chức trên khắp nước Nga để kỷ niệm 79 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tại Moscow, lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ diễn ra lúc 10 giờ sáng. Tổng thống Nga Vladimir Putin lần thứ 21 thị sát cuộc duyệt binh với tư cách là tổng tư lệnh. Cùng tham dự lễ duyệt binh tại thủ đô của Nga còn có các tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus, Kasim jomart Tokayev của Kazakhstan, Emomali Ramon của Tajikistan, Sedabedi Muhammadov của Turkmenistan, nhà lãnh đạo Cuba Miguel Díaz-Canel, Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Lon Shisholid và Tổng thống Umaro Sisoko Embalo của Guinea-Bissau. Tổng duyệt cho lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945 đã diễn ra vào ngày 5 tháng 5. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, cuộc duyệt binh ngày chiến thắng trên quảng trường đón năm nay có sự tham gia của hơn 9.000 binh sĩ, 75 hệ thống vũ khí và cả máy bay. Nhìn chung, các cuộc duyệt binh đã diễn ra tại 28 thành phố của Nga trong ngày 9 tháng 5 với sự tham gia của hơn 50.000 binh sĩ và khoảng 1.000 đơn vị vũ khí khí tài quân sự. Việc tập luyện cho cuộc duyệt binh ở Quảng Trường Đỏ đã được Bộ Quốc phòng Nga chuẩn bị từ cách đây nhiều tuần. Ngày 19 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh ngày chiến thắng trên quảng trường đỏ đã bắt đầu hành trình từ thao trường Alabino gần Moscow đến bãi đậu xe tạm thời ở quận Pechaniki, phía đông nam Moscow. Đoàn xe bao gồm hơn 100 thiết bị chiến đấu và các phương tiện bảo trì phục vụ cho mục đích đặc biệt, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Ati đưa tin, ngày 8 tháng 5, Tòa án thành phố Moscow đã bác đơn kháng cáo của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Timur Ivanov, người đang bị giam giữ vì tội nhận hối lộ, luật sư cho biết. Tòa án cũng từ chối cho người này quản thúc tại gia, thay vào đó vẫn tạm giam trước khi xét xử. Luật sư Murat Musayev nói với AIA Novosti, các nhà điều tra lập luận rằng ông Ivanov có thể cố gắng trốn khỏi đất nước, nhiều khả năng hướng tới EU. Tuy nhiên, luật sư Musajev bác bỏ rủi ro chỉ ra rằng ông Ivanov nằm trong nhiều danh sách trừng phạt của phương Tây, đồng thời cho biết ông sẽ thách thức phán quyết này tại tòa giám đốc thẩm. Theo luật sư Musajev, Thứ trưởng Ivanov bị cáo buộc nhận hối lộ từ các nhà thầu xây dựng quân sự ước tính gần 1 tỷ rúp, tương đương gần 11 triệu đô la Mỹ. Luật sư nêu rõ các nhà thầu của Ivanov bị cáo buộc đã xây dựng cơ sở vật chất miễn phí cho ông ấy, điều đó không đúng sự thật. Tòa cũng bác đơn kháng cáo của một cộng sự thân cận của Ivanov là Sergei Borodin, người đang phải đối mặt với các cáo buộc tương tự và bị cáo buộc liên quan đến âm mưu tham nhũng. Borodin bị bắt ngay sau khi Thứ trưởng Ivanov bị tạm giam. Ivanov bị bắt vào ngày 23 tháng 4, vài giờ sau khi tham gia cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chủ trì. Quan chức này đã bị buộc tội nhận hối lộ trên quy mô lớn, hành vi phạm tội có thể bị phạt tới 15 năm tù. Theo luật sư Musajev, ông Ivanov đã tạm thời bị đình chỉ chức vụ. Ivanov trước đây từng tham gia vào lĩnh vực năng lượng và xây dựng của đất nước với tư cách là quan chức nhà nước. Trước khi đảm nhận chức vụ hiện tại vào năm 2016, chủ yếu giám sát các dự án xây dựng quân sự, ông đứng đầu nhà thầu xây dựng Oboronstroy và làm việc tại một số công ty xây dựng và năng lượng nhà nước nổi tiếng. Ông Mikola Oleschuk Tư lệnh không quân Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành cuộc tấn công tổng hợp với tên lửa và máy bay không người lái. Tổng cộng, quân đội Nga đã phóng 55 tên lửa và 21 máy bay không người lái. Báo cáo ban đầu của Ukraine cho biết, Nga đã phóng một tên lửa KH-47M2 Kizan phóng từ tỉnh Tambov, hai tên lửa đạn đạo Iskander-M từ Krum, bốn tên lửa hành trình Kalib từ Biển Đen, 45 tên lửa hành trình KH-101, KH-555 từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS từ tỉnh Saratov và biển Caspian, một tên lửa Iskander K từ Crimea, hai tên lửa dẫn đường KH-59, KH-69 từ tỉnh Zaporizhia và 21 máy bay không người lái tấn công Shahed-131-136 từ Primorsko, Atas và Kursk lệnh không quân Mykola Oleschuk lưu ý rằng các máy bay chiến đấu và lực lượng tên lửa phòng không cũng như các nhóm hỏa lực cơ động và các đơn vị tác chiến điện tử của Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công trên không. Ông cũng nhấn mạnh rằng lực lượng phòng không đã đánh chặn 33 tên lửa hành trình KH-101, KH-555, 4 tên lửa hành trình Kalib, 2 tên lửa dẫn đường KH-59, KH-69 và 20 máy bay không người lái Shahed cuộc tấn công của Nga cũng đã phá hủy các cơ sở sản xuất và truyền tài điện ở 6 tỉnh của Ukraine, bao gồm Poltava, Kirovohrad, Zaporizhia, Lviv, ivano frankiv và Vinnytsia. Trong đó, 3 nhà máy điện thuộc sở hữu của công ty Ditech đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong một diễn biến liên quan, Ba Lan thông báo các máy bay chiến đấu của nước này và đồng minh đã được triển khai trong bối cảnh Nga thực hiện cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào căn cứ quân sự Ukraine. Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan hôm thứ Tư, mùng 8 tháng 5 thông báo, các hoạt động hàng không tầm xa của Liên bang Nga đang được quan sát có liên quan đến việc thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ Ukraine. Tất cả quy định cần thiết để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan đã được triển khai. Theo bộ này, máy bay của Ba Lan và đồng minh đã được kích hoạt. Điều này có thể dẫn đến mức độ tiếng ồn gia tăng, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam. Trong một bức thư được hãng Politica của Serbia đăng tải ngày 7 tháng 5, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhắc lại sự kiện năm 1999 khiến ba phóng viên Trung Quốc thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Ông Tập viết, 25 năm trước, NATO trắng trợn ném bom xuống Đại sứ quán Trung Quốc tại Nam Tư, sát hại ba phóng viên Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên việc này. Người dân Trung Quốc trân trọng hòa bình, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ để thảm kịch lịch sử như vậy lặp lại. Vụ ném bom xảy ra vào ngày 7 tháng 5 năm 1999, giới chức NATO khi đó nói rằng đã định vị sai, nhầm lẫn đại sứ quán với một mục tiêu quân sự gần đó. Tổng thống Mỹ thời điểm đó là Bill Clinton đã xin lỗi công khai và nói đã liên lạc với Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân để chia buồn và nhấn mạnh cần phân biệt rõ ràng giữa một sai lầm và một hành động cố ý. Theo tường thuật của CNN, Liên minh NATO năm đó đang tiến hành chiến dịch quân sự tại Nam Tư nhằm bảo vệ người Albania tại Kosovo trước lực lượng của nhà lãnh đạo Slobodan Milosevic. Tại Trung Quốc, vụ ném bom gây ra làn sóng biểu tình và khủng hoảng ngoại giao giữa Bắc Kinh với Washington. Giới chức Trung Quốc không tin rằng vụ ném bom chỉ là tai nạn, theo tờ Politico. Serbia là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Âu lần này của ông Tập Cận Bình. Trước đó nhà lãnh đạo đã đến Pháp và sẽ sang Hungary sau Serbia. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đón tiếp chủ tịch nước Trung Quốc trong 2 ngày, mùng 7, mùng 8 tháng 5. Máy bay của nhà lãnh đạo được các chiến đấu cơ MiG 29 của chủ nhà hộ tống trong khi tổng thống Vučić ra tận sân bay đón chào. Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Serbia. Chuyến công du châu Âu lần này của ông Tập là lần quay trở lại đầu tiên trong 5 năm, nó diễn ra giữa lúc căng thẳng Trung Quốc và phương Tây leo thang. Chuyến thăm được cho là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tăng cường quan hệ kinh tế với Liên minh châu Âu EU. Sáng ngày 8 tháng 5, lần thứ hai liên tiếp, Ukraine phát cảnh báo đỏ trên khắp cả nước do mối nguy hiểm từ hàng loạt tên lửa được phóng đi từ các máy bay MiG-31K và Tu-95MS của Nga. Ukrainska Pravda đưa tin, dạng sáng nay theo giờ địa phương, phòng không Ukraine tiếp tục phát báo động phòng không trên khắp cả nước sau khi lần thứ hai phát hiện MiG-31K của Nga cất cánh. Cảnh báo có đoạn, MiG-31K đã được ghi nhận cất cánh, đừng bỏ qua tín hiệu không kích. Sau đó, thông tin cập nhật cho biết tên lửa bay về hướng Chi, thuộc vùng Lviv. Trước đó, các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Nga đã tiến hành một cuộc tập kích đường không vào Ukraine cảnh báo không kích đã được ban bố trên tất cả các vùng của đất nước và ở Kiev. Theo thông tin của quân đội Ukraine, một tên lửa xuất hiện trên không phận nước này vào lúc 3 giờ 59 phút sáng nay theo giờ địa phương tại khu vực Belopolie của vùng Sumy hướng về phía tây nam. Lúc 4 giờ 02, một tên lửa hành trình được phát hiện từ phía nam vùng Nikolaev theo hướng vùng Kirovograd. Lúc 4 giờ 06 phút, cảnh báo kêu gọi người dân Mikorod trú ẩn. Sau đó, liên tiếp từ 4 giờ 10 phút đến 4 giờ 19 phút, các cảnh báo về tên lửa hành trình lần lượt xuất hiện ở Kropinipsky, Nikolaev, Krivoidok, Chekasi, Sumy, Poltava. Lúc 4 giờ 23 phút, tên lửa từ Kamenka đổi hướng tới vùng Kiev. Từ 4 giờ 25 phút tới 5 giờ 20 phút, xuất hiện hàng loạt cảnh báo ở Kirovograd, Vinnytsia, Sumy, Lubny, Poltava, Chekasi, Dnipro, Kiev, Zitomi, Ivano-Frankivsk, Lvov. Mãi tới 6 giờ 05 phút, báo động phòng không mới chấm dứt. Kyiv Independent đưa tin, nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các thành phố của Ukraine vào dạng sáng ngày 8 tháng 5. Theo đó, nga phóng hàng loạt tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo cùng máy bay không người lái loại Shahid. Bộ năng lượng Ukraine cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị tấn công ở các tỉnh Poltava, Kyivovodsk, Zaporizhia, Lvov, Ivano-Frankivsk và Vinnytsia. Thiệt hại đang được điều tra và công việc đang được tiến hành để khôi phục điện và công suất phát điện. Thống đốc khu vực Philip Fronin cho biết trên Telegram hiện chưa rõ mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, tại Poltava, UAV của Nga đã tấn công một cơ sở hạ tầng quan trọng gây ra hỏa hoạn. Người dân cũng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ ở Kiev vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kajib cũng báo cáo về các vụ nổ xung quanh vùng Kiev gần thủ đô. Tại thị trấn Brovary ở Kiev, một đám cháy đã bùng phát tại một cơ sở hạ tầng dân sự do cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Thị trưởng Iko Sapotko cho biết, hai người, một phụ nữ 62 tuổi và một người đàn ông 34 tuổi, phải nhập viện sau vụ tấn công. Các cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 4 giờ 30 phút với nhiều vụ nổ được báo cáo ở các tỉnh Zaporizhia, Ivano-Frankivsk và Poltava lực lượng phòng không Ukraine đã hoạt động trên khắp các khu vực của Ukraine, bao gồm cả ở Kiev và xa về phía Tây như thành phố Lvov. Tính đến 6 giờ 30 phút, cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev cho biết họ đã bắn hạ tất cả tên lửa phóng vào thủ đô. Để đối phó với cuộc tấn công của Nga, không quân Ba Lan cho biết họ cùng với các lực lượng đồng minh đã điều động máy bay để bảo vệ không phận Ba Lan. Không quân Ba Lan thông báo, dạng sáng nay, hoạt động của không quân tầm xa Nga đã được phát hiện liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu nằm trên lãnh thổ Ukraine. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã gia tăng về tần suất và cường độ trong những tháng gần đây. Ukraine đang thiếu hụt trầm trọng hệ thống phòng không do Quốc hội Mỹ chậm trễ trong việc thông qua viện trợ quân sự, tạo cơ hội cho lực lượng Moscow tiến hành các cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng, các quan chức kiev đã cảnh báo rằng nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công dự kiến vào mùa hè trong bối cảnh lực lượng phòng không và đạn dược của ukraine đang cạn kiệt